Hôm nay, 22 tháng 10, 94, tại trại tập tu ở Houston, trại của nhóm đệ tử Hòa Thượng Nhất Hạnh tổ chức trong nói chuyện thiền là gì? Tại sao chúng ta tu thiền? Tiêu cực quá chừng. Như vậy thì tại sao người ta văn minh
ta tìm kiếm, người ta hiểu biết tất cả cái bên ngoài. Mình không chịu tìm kiếm để hiểu biết với người ta, mà trái lại ngồi ngó xuống nhìn nhìn. Thì như vậy, cái việc làm đó, nó có cái gì quan trọng, có cái gì hữu ích mà chúng ta làm như vậy? Quý vị có thắc mắc không? Bởi vì mọi người chúng ta luôn luôn nói theo từ chuyên môn của nhà Phật, sáu căn đuổi theo sáu trần. Quý vị biết cái đó không? Sáu căn là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó. Luôn luôn là đuổi theo sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Như vậy thì nơi sáu căn của chúng ta đuổi theo sáu trần, mà sáu trần là ngoại cảnh hay là mình? Ngoại cảnh. À, ngoại cảnh. Chúng ta cứ đuổi theo ngoại cảnh, mà khi chúng ta đuổi theo ngoại cảnh thì lúc đó chúng ta có nhớ là mình hay không? À, bởi vì chúng ta đuổi theo ngoại cảnh cho nên chúng ta quên mất. Mà nếu càng đuổi theo ngoại cảnh chừng nào thì cái quên mất mình càng sâu đậm chừng nào. Bây giờ quý vị thấy quý vị có quên mình không? Bây giờ tôi thí nghiệm cái nhỏ xíu thôi, thử coi quý vị có quên mình hay không nha. Bây giờ tôi đưa tay lên, quý vị thấy không? Bây giờ tôi rút tay lại, quý vị thấy không? Đó, quý vị quên mất mình rồi. Quên mất mình cách đáng thương. Quý vị tìm ra cái quên mất mình chưa? Cái tai tôi đưa lên là có cái tai, thấy không? Quý vị thấy cái tai. Còn chúng tôi rút cái tai lại, quý vị thấy không có cái tai. Mà tại sao nó không thấy? Thấy chứ, mắt đang thấy mà lại nói không thấy, đó là quý vị quên mình rõ ràng. Bởi vì cái thấy là cái của mình, cái tai là cái bên ngoài, phải không? Mà có cái tai thì nó là có thấy, không có cái tai thì nó không thấy, thì có phải quên mình không? Đó. Chỉ một chút đó cũng thấy quý vị quên mình đáng thương chưa? Nên tôi dẫn một thiền sư ở Trung Hoa, Ngài Cảnh Thanh. Ngài đang ngồi trong tháp các chú đệ tử hầu. Bỗng dưng ngoài kia có con rắn, nó bắt con nhái tiếng kêu, kêu cầu cứu con thịt nhái. Ngài Cảnh Thanh mới hỏi: tiếng gì ngoài kia? Thì chú đệ tử nói: tiếng rắn bắt nhái kêu. Thì Ngài nói: chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Quý vị biết chúng sanh nào khổ, rồi khổ chúng sinh là ai? Chúng sinh khổ là con nhái bị con rắn nó cắn, thì đó là chúng sinh khổ. Còn khổ chúng sinh là ai? Chú chỉ nhớ tiếng con rắn bắt nhái la, mà chú quên chú đang nghe. Đó, cũng như hồi nãy quý vị cũng là khổ chúng sinh đó. Chỉ nhớ cái tai có hay là cái tai không mà không chịu biết, mà lại nói không thấy, phải không? Không thấy đó là khổ chúng sinh đó. Như vậy thì tất cả chúng ta quen đuổi theo ngoại cảnh, mà càng đuổi theo ngoại cảnh là chúng ta càng quên mất mình. Đó là một bằng chứng. Cho nên nói mắt theo sắc, tai theo tiếng, phải không? Rồi mũi theo mùi của thân. Tất cả cái đó nó đều lệ thuộc vào sáu trần. Mà khi lệ thuộc vào sáu trần thì tự nhiên quên mất cái thật của chính mình. Đó là cái mà chúng ta phải lưu tâm, chúng ta phải nhớ lại. Hiểu như vậy thì quý vị thấy thì sao?
ngồi thiền liên duyên để làm gì? Để soi sáng lại mình. Bởi vì quen phóng sáu căn ra ngoài, cũng như cái thiền mà nó chiếu rọi ra ngoài, thì ở trong nó có sáng không? Ở ngoài sáng thì ở trong tự nhiên phải tối. Bây giờ muốn nó sáng lại bên trong thì phải sao? Phải quay cái ánh sáng đó ngược trở lại thì nó mới soi sáng được ở bên trong. Quý vị thấy có lý chưa? Như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà mắt nhìn xuống, đem hết tâm tư dồn trở lại, đó là chúng ta soi sáng lại mình. Mà soi sáng lại mình tức là nhớ mình, phải không? Còn phóng ra ngoài càng nhiều là càng quên mình. Nó rõ ràng vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, giả sử như chúng ta đuổi ra ngoài được tất cả những cái nhu cầu cần thiết, chúng ta đều dư giả, mắt đều được thấy sắc đẹp vừa ý, tai đều nghe âm thanh vừa ý, mũi ngửi mùi vừa ý, vân vân, tất cả cái đó chúng ta đều thỏa mãn hết. Nhưng mà rốt cuộc không biết mình là cái gì thì đặt câu hỏi thỏa mãn cho ai? Quý vị thử trả lời, thỏa mãn cho ai? Tất cả cái chúng ta được, chúng ta thỏa mãn. Nhưng mà thỏa mãn cho ai? Nếu không biết mình là cái gì thì thỏa mãn cho ai? Thật là vô lý, phải không? Thật là vô lý. Nếu chúng ta không biết mình là cái gì thì mọi cái đòi hỏi, mọi cái tìm kiếm, dù được cũng không biết được để làm gì, được cho ai? Đó là một vấn đề rất là to, rất là trọng đại mà lâu nay chúng ta xem thường. Chúng ta cứ chạy tìm, cứ mong mỏi những cái gì để được mà quên rằng được cho cái gì, luôn luôn nó được cho mình. Hỏi mình là cái gì thì không biết, không biết mình là cái gì hết. Đó là một cái thiếu sót lớn. Bởi vậy nên nói tới thiền là nói cái quay lại, soi sáng, tìm ra coi mình là cái gì. Để chừng nào biết mình là cái gì thì những cái bên ngoài có được nó mới có giá trị. Còn nếu không biết mình là cái gì, dầu có được bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Quý vị thấy phải gì không? Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ muốn được cái bên ngoài mà không cần biết mình. Như vậy thì đáng thương không? Quý vị nghĩ đáng thương không? Mà thương ai? Thương mình. Thương mình. Mình bỏ sót một việc hết sức lớn. Đó. Lâu nay mình cứ chạy tìm, tìm cái gì ở ngoài để được, nhưng mà không biết được cho ai. Đó. Như vậy thì chúng ta tu thiền có nghĩa là quay lại, soi sáng, tìm thử coi mình là cái gì. Chừng nào tìm ra được mình là cái gì, đó là đạt được kết quả của tu thiền. Vậy thì quý vị mới thấy cái việc tu thiền có phải là cái vấn đề cấp bách, cần thiết cho con người hay không? Có phải là cần thiết hay không? Cần hơn cái tìm thỏa mãn sáu trần hay là bằng chứ không có thua, phải không? Vậy mà bao nhiêu thời gian chúng ta dồn ra ngoài hết, còn cái tìm trở lại là không có. Thì bây giờ chúng ta thức tỉnh, chúng ta quay lại tìm cái gì là mình, soi sáng lại để thấy rõ mình. Đó là vấn đề không phải là thường, phải không? Như vậy thì quý vị đã biết thiền là gì rồi, biết chưa? Biết rõ thiền là gì. Thiền là như vậy đó. Bởi vậy cho nên khi ngồi, mắt chúng ta không nhìn ra ngoài mà ngó xuống, rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý để cho nó yên lặng, thanh tịnh, để mà dồn hết cái ánh sáng trí tuệ soi rọi lên mình. Đó là tu thiền, đó là ngồi thiền, phải không? Như vậy
thì cái trả lời hai câu hỏi mà tôi nêu, một câu hỏi tôi nêu lên đầu đó, nó đã rõ ràng rồi. Cho nên cái từ phản quan tự kỷ chính là cái từ trong nhà thiền thường dùng, nó là soi sáng là chính mình, đó là cái điều thiết yếu. Rồi bản lai diện mục, tức là nhờ soi sáng lại cho nên chúng ta phân tìm ra được cái chân thật muôn đời của chúng ta mà chúng ta quên. Chứ bản là xưa, lai là nay, diện là mặt, mục là mắt, tức là cái mắt, mặt thật xưa nay của chính mình đã quên. Bây giờ phân tìm lại cái đó thì gọi đó là tu thiền. Như vậy thì tôi đã tạm giải cho quý vị hiểu cái nghĩa tu thiền, hay là cái nghĩa thiền là gì rồi. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta tu thiền? Thì nếu hiểu câu trước thì câu sau chúng ta hiểu một phần rồi, phải không? Nhưng mà tôi muốn rõ ràng hơn chút là bởi vì chúng ta là người Phật tử, là đệ tử Phật, mà Đức Phật do tu thiền ngộ đạo, thì bây giờ chúng ta là đệ tử Ngài, chúng ta phải làm sao cho giống Ngài? Thì chúng ta cũng phải tu thiền với ngộ đạo, chứ mà phải tu thiền ngộ đạo, bây giờ chúng ta tu với khác mà đòi ngộ đạo thì được không? Đó là cái cội nguồn, là cái gốc rễ. Cho nên phân lại cái cội nguồn gốc rễ của đạo Phật, thì Đức Phật do tu thiền ngộ đạo, thì giờ chúng ta là đệ tử của Ngài, chúng ta cũng phải tu thiền. Đó là cái không thể chối cãi được. Nhưng bây giờ hỏi Đức Phật tu thiền ngộ đạo là ngộ cái gì? Đó là một cái vấn đề chúng ta phải đi xa rộng hơn chút nữa. Trở lại lịch sử của Đức Phật, chắc trong đây đa số đều đã đọc và đã hiểu lý do gì Đức Phật đi tu. Quý vị nhớ không? Tức là Ngài thấy sanh, lão, bệnh, tử khổ quá rồi, Ngài chán đời đi tu, phải không? Phải không? Lâu nay chúng ta hay mắc kẹt vấn đề đó. Nghĩa là nói là Ngài đi bốn cửa thành, thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết, đó là cái cảnh khổ, rồi Ngài đi tu. Thì có những người khác họ sẽ nói như vậy thì Ngài thấy cảnh khổ của già, bệnh, chết, rồi Ngài chán đời, Ngài đi tu chứ gì? Phải không? Chứ sao mà Ngài đi tu? Đó, cũng thấy một cảnh mà chúng ta phải phân ra cái nguyên nhân cho nó tường tận, thì cái thấy chúng ta mới đúng cái ý nghĩa của đạo Phật. Và nếu chúng ta chưa có phân tường tận cái đó thì chúng ta có thể hiểu lầm đạo Phật. Sở dĩ Đức Phật thấy cảnh sinh, già, bệnh, chết, rồi Ngài thức tỉnh, Ngài đi tu. Thì cái thức tỉnh của Ngài là thức tỉnh cái gì? Chúng ta nói chung chung là thức tỉnh cứu khổ chúng sinh. Mà đúng ra nó thế này, khi Ngài thấy cảnh sinh, già, bệnh, chết của con người rồi, thì Ngài liền nhớ lại lớp người này sinh ra già, bệnh, chết, lớp người khác sinh ra già, bệnh, chết. Cứ như vậy lớp này qua rồi lớp kia tiếp tục mãi không có ngày cùng, mà không ai biết tại sao mình phải sanh ra, rồi phải chấp nhận già chết, rồi khi già chết rồi mình đi đâu cũng không hiểu, không biết tại sao mình sinh ra để rồi già chết, sau khi chết rồi mình đi đâu cũng không biết.
rồi làm sao cho hết được cái mầm sinh ra để già chết đó cũng không biết được. Bởi thấy như vậy, Ngài mới có một cái thắc mắc, cái ưu tư trong lòng Ngài phải làm sao tìm cho ra tại sao con người phải sinh ra, sau khi chết rồi con người đi đâu, và làm sao để giúp cái mầm sinh ra để tiếp tục già chết đó. Đó là vấn đề Ngài ưu tư, Ngài bất an. Cho nên khi thấy được cái cảnh đó rồi thì tự lòng Ngài không còn một chút vui vẻ nào nữa. Ngài quyết chí đi thân tìm cho ra manh mối đó. Cho nên Ngài quyết tâm đi tu. Thì quý vị nhớ, như vậy cái đi tu của Ngài vì ai mà đi tu? Chính vì Ngài và vì tất cả mọi người, phải không? Ngài không biết tại sao Ngài sinh ra, rồi Ngài cũng không biết sau khi Ngài chết rồi đi đâu, rồi cũng không biết làm sao để dừng không còn sanh ra nữa. À, thì nếu tìm được cái manh mối của mình là mình biết manh mối của người, phải không? Tìm ra được manh mối mình thì mình thấu suốt được cái manh mối của chúng sinh. Đó. Thì cái vấn đề thắc mắc của Ngài là một vấn đọc đề trọng đại của con người. Thì quý vị lâu lâu có thắc mắc vấn đề đó không? Đó là con người chắc ai thỉnh thoảng cũng thắc mắc, tại sao mình có ra đây? Rồi chết mình đi đâu đấy? Phải không? Đó là những vấn đề hết sức là trọng đại. Bởi vì đời người có mấy mươi năm rồi hết. Mà lớp trước là như vậy, rồi lớp mình cũng như vậy, rồi tới con cái, con cháu sau này cũng như vậy, mà rồi phải chấp nhận như vậy và nó thật là vô lý. Cho nên Ngài quyết chí đi tu là để tìm ra cái manh mối đó. À, tìm ra được manh mối đó là giải quyết cho Ngài và cho tất cả chúng sinh. À, như vậy thì cái lý do Phật đi tu quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cái lý do đi tu đó có phải chán đời không? À, tìm một vấn đề trọng đại cho kiếp con người, phải không? À, bởi vậy nên Ngài đi tu. Khi Ngài đi tu rồi thì quý vị thấy đi ra rồi tới tìm các vị tiên học. Ngài học những vị thì bắt đầu có những vị dạy cho Ngài tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tới tứ thiền thì hết cái khả năng của ông thầy. Thì Ngài đặt tới đó mà thấy chưa thỏa mãn, vì chưa có giải đáp được cái thắc mắc của Ngài. Thôi không, Ngài liền từ giả đi tìm một người khác nữa. Vì sao dạy Ngài chỉ được chứng được không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, tức là thuộc về cái cõi trời vô sắc, thì cũng chưa giải đáp được cái thắc mắc của Ngài. Cho nên cuối cùng là Ngài sao? Ngài mới sử dụng cái tu khổ hạnh, phải không? Tu khổ hạnh để tự mình tìm coi có ra hay không. Nhưng mà tu khổ hạnh càng tu, con người Ngài nó càng nhọc, càng khổ, càng đuối đi, cho tới Ngài bất tỉnh. Thì Ngài thấy đây không phải là phương pháp để tìm giải đáp được cái nghi vấn của Ngài. Ngài mới ăn uống trở lại, tắm rửa sạch sẽ, con người khỏe khoắn rồi, Ngài tới cội cây, cây gì? Chưa, cây đó chưa phải Bồ Đề. Cây đó tên là cây Tất Bát La. Tới cây Tất Bát La, Ngài trải, lấy cỏ rải làm cái tòa, rồi ngồi dưới tòa cỏ. Nhưng mà khi trải tòa xong rồi, Ngài chỉ cái cây, Ngài thể rằng ta ngồi nơi này, nếu không tìm được đạo, dù xương tan, thịt nát, ta không rời khỏi chỗ này. Một cái ý chí kiên quyết, quyết tâm liều chết để tìm ra giải đáp cho được cái thắc mắc của mình. Thì khi Ngài ngồi đó, ngồi thiền yên lặng 49 ngày đêm, thì trong 49 ngày đêm do thiền yên lặng đó mà Ngài liền bừng sáng. Bừng sáng Ngài thấy cái gì? Quý vị biết không? Gọi là ngộ đạo. Nghĩa là thấy cái gì gọi là ngộ đạo?
cho nên khi mà nói lại thì quý vị sẽ lúng túng. Đó là lịch sử Phật mà mình cũng còn lúng túng như thường. Thì khi mà Ngài ngộ đạo, tôi không nói nhiều, trong đó kể đủ thứ cái chỗ đạt được của Ngài. Tôi chỉ kể ba cái rất là căn bản. Đó là đầu hôm tới khuya thì Ngài chứng được tam minh. Quý vị nhớ tam minh chưa? Tam minh là ba cái sáng. Cái thứ nhất là thiên nhãn minh, thứ hai là túc mãn minh, thứ ba là lậu tịnh minh. Thì ba cái sáng đó, thì cái sáng đầu tiên là thiên nhãn minh, tức là con mắt Ngài sáng, thấy thấu suốt. À, thấy thấu suốt, đây tôi chỉ kể ba cái thấy thấu suốt cho quý vị nghe. Cái thấy đầu tiên của Ngài là Ngài thấy ngoài cái quả địa cầu chúng ta đang ở còn có vô số quả địa cầu khác không thể lường, không thể tính nổi. Do đó cho nên trong kinh Đức Phật thường dùng cái từ là hằng hà sa số thế giới, phải không? Thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì quý vị nghĩ sông Hằng chừng bao nhiêu cát? Thôi tôi không nói sông Hằng, nói sông Đồng Nai ở Sài Gòn thôi, phải không? Sông Đồng Nai quý vị tính có bao nhiêu cát? Mà sông Hằng nó dài tới cả 1-2 ngàn cây số, sông Đồng Nai có mấy trăm cây số thôi mà chúng ta còn không thể tính hết. Mà Phật thấy thế giới ngoài cái thế giới mình còn vô số thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì những cái lời nói đó cách đây 25 thế kỷ ai tin? Đọc thì đọc chứ không bao giờ chúng ta tin nó. Làm gì ngoài thế giới mình còn có thế giới khác? Đó. Nhưng mà tới giờ quý vị tin chưa? Bây giờ quý vị tin. Như vậy thì cái lời Phật nói trên 2.000 năm chúng ta mới tin nó. Như vậy là hồi xưa nhờ cái gì mà Phật thấy? Tức là nhờ chứng được cái thiên nhãn minh mà thấy được cái đó. Rồi Ngài nhìn trong bát nước thì có vô số vi trùng. Thì Ngài thường dạy chư tỳ kheo, nếu mà nước chưa có lọc, trước khi uống phải tụng bài kệ. Trong bài kệ đó có hai câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ kim trùng. Là Phật nhìn trong bát nước có 84.000 vi trùng. Mà lời nói đó ngày xưa chúng ta tin không? Nghĩa là cách đây chừng khoảng 100 năm thôi mình cũng không tin, phải không? Mà tới bây giờ chúng ta mới tin được. Thì như vậy cái thấy của Đức Phật có chứng cứ chưa? Thấy xa, bây giờ chúng ta tin lời đó, cái thấy của Phật là đúng. Thấy nhỏ, chúng ta tin Đức Phật.